Xin chào các bạn, đây là một cái mẫu decal mình vừa mới in test. Decal này là chuyên dụng dành cho những cái bảng thông tin cho các công trình ở ngoài trời đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà mình làm việc với khách hàng, từ cái lúc mình nhận thông tin cho đến lúc mà mình xử lý những cái file và cuối cùng là in ra cái bản mẫu để khách hàng duyệt, sau đó mình sẽ triển khai vào vấn đề in ấn và thi công tổng thể của công trình. Đây là cái công trình ở Shinkansen Central, Tân Nguyên của Bình Dương. Nó công trình rất là lớn và cần rất là nhiều những cái bảng thông tin chỉ dẫn khi mà mình vào công trình để mình tham quan. Các bạn có mua nhà ở đây thì khi mà các bạn thấy bảng này thì nhớ là bên mình đã làm cái này nha. Để in được cái bản test mà chất lượng như thế này thì đầu tiên là cái việc mà mình phải xử lý được cái file, đảm bảo được những cái chi tiết về hình ảnh, về họa tiết cũng như là về màu sắc của bản in. Đây là cái file mà bên mình nhận đầu tiên khi mà khách hàng gửi, thì nó là cái file về bản vẽ kỹ thuật. Đó, ở đây nó sẽ mô tả về chi tiết của những cái bố cục nè, nội dung là kích thước bao nhiêu, rồi hình ảnh là cái size bao nhiêu, rồi những cái icon có bao nhiêu và chi cột, chi hàng, căn chỉnh. Các bạn nhìn thấy bản vẽ kỹ thuật này nó sẽ khác so với cái bản vẽ mà bên design 2D, bên đồ họa mình thì nó sẽ khác. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là thứ nhất là vấn đề về hình ảnh. Thì ở đây hình ảnh nó đang bị rất là nhè, nó rất là nhè luôn, nó vỡ hết nè, ở đây nó vỡ hết nè đó, nguyên cái cảnh quan này nó vỡ, thì khi mà in ấn ra chắc chắn nó cũng sẽ bị không có đạt chất lượng và nó nhè như vậy, mình sẽ không thấy được tổng thể. Cái thứ hai là những cái icon thì nó cũng nhè hết luôn các bạn, nó nhè hết như vậy, bắt buộc thì phần này bên kỹ thuật bên mình cũng phải là vẽ lại và điều chỉnh lại để nó ra dạng vector để đạt chất lượng khi mà mình bắt đầu mình in. Và mình mở luôn cái file mình đã điều chỉnh đây. Đó, file này là file thiết kế tổng thể bên mình đã điều chỉnh lại. Thứ nhất là về cái tổng quan nè. Tổng quan thì bản này nó sẽ yêu cầu cái nền màu đặc trưng. Rồi sau đó là cái phần chữ là nội dung mình sẽ thể hiện là trên cái màu trắng. Và quan trọng ở đây, hình ảnh. Các bạn thấy mình zoom hết cỡ luôn nè. Hình ảnh rất là sắc nét nha. Đó, hình ảnh rất là sắc nét luôn. Đó, mình zoom lên để các bạn hình dung nè. Thì file như vậy nha các bạn, nó mới đạt chất lượng để mình in ra. Đó, đôi khi khách hàng không hiểu, khách hàng có đưa một cái hình mờ và yêu cầu mình in cho rõ thì rất là khó cho bên mình. Ở đây là mình yêu cầu họ hỗ trợ gửi cho mình cái hình ảnh chất lượng cao nhất của tổng thể cảnh quan để mình đưa vào chỉnh sửa trong cái bản thông tin. Rồi, còn phần icon này thì đơn giản rồi, icon này thì design mình sẽ vẽ lại thôi, để làm sao vẽ lại ra hình dạng vector để đảm bảo khi mà in thì nó cũng sắc nét và tổng thể của cái bản. Các bạn view lại đó, màu sắc theo yêu cầu. Cái tiêu chí thứ hai cũng khá quan trọng trong cái công trình này, đó chính là vấn đề về độ bền của mực in. Thì vì đây là cái công trình mà ở công viên cho nên là nó sử dụng ở ngoài trời nè, thì nó sẽ tiếp xúc với nắng mưa thường xuyên 24/7 luôn nha các bạn. Và cho nên đó là bên mình là sử dụng là máy in của Nhật Bản nè, và mực in của Nhật Bản luôn. Với tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì khi mà mình in mực UV Nhật Bản thì độ bền của hãng là 24 tháng sử dụng ngoài trời. Đó thì bảo hành 24 tháng là khoảng thời gian an toàn. Tuy nhiên thì quá trình thực tế mình thấy nhiều khách hàng sử dụng thì chắc chắn là cái việc thời gian họ sử dụng sẽ lâu dài hơn, từ 3 đến 5 năm là chuyện bình thường nha các bạn. Và ngoài ra thì cái về phần mặt in đó thì với những cái đặc tính là in ấn cho những cái biển bảng ngoài trời thì thông thường là mình sẽ in nó sẽ màu sắc nó sẽ đậm hơn một tông so với in ấn thông thường, để cái độ bền màu nó được tối ưu nhất có thể. Và để khi bản in nó ở ngoài trời nắng á, thì ánh sáng nó mạnh cho nên là mình sẽ thấy nó vẫn là màu sắc nó vẫn tươi sáng đủ, nó không có bị nhạt đi so với là in ấn chuẩn thông thường ở trong nhà. Cái tiêu chí thứ ba là theo mình nó rất là quan trọng, đó là chính là cái độ bền của vật liệu theo thời gian sử dụng. Thì ở đây thông thường là sẽ có rất là nhiều cái loại decal, các bạn có thể dùng trong ngoài trời cũng được, nhưng mà tùy theo cái công năng. Đa số là người ta chọn những cái decal thời gian ngắn hạn, giá rẻ, là dùng cho những cái sự kiện trang trí ngắn hạn thôi. Tuy nhiên trong cái công trình này thì mình không có sử dụng cái loại đó được nha các bạn. Và do đặc tính là công trình ngoài trời, sử dụng phải nó là bản thông tin, giống như là bản chỉ dẫn, bản thông tin, thì bắt buộc là người ta cần cái độ bền càng lâu càng dài càng tốt. Và để hạn chế cái chi phí in ấn đồ thay lại, hay là bởi vì mỗi lần mà khi mà vào công trình nó
nó không có đơn giản, phải xin phép, phải đăng ký rồi khắc phục, sửa chữa, thay thế, nó cực lắm. Cho nên là trong công trình này mình chọn cái loại đề can keo xám của Hàn Quốc, và loại này là loại cao cấp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thì sử dụng được đến 3 năm ở ngoài trời đó. Có thể là giá thành nó hơi cao hơn so với những cái loại thông thường một chút, nhưng mà khách hàng vẫn chấp nhận cái giá đi đôi với chất lượng để đảm bảo cho công trình của mình. Mình đã test mẫu xong rồi và mình đang vào cái giai đoạn in ấn, rồi sau đó là bên mình sẽ thi công, thì mình sẽ quay cái video review cụ thể cho các bạn hình dung thực tế về cái đề can mà ứng dụng cho các biển báo công trình ở ngoài trời đó. Các bạn thì có theo dõi, các bạn có cần thắc mắc gì các bạn để lại comment bên dưới, thì mình sẽ hỗ trợ, mình tư vấn giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin chào, hẹn gặp lại ở các bạn những video sau.